Nhưng điều chưa biết về ngũ cốc bầu Lạc Lạc Blood, hôm qua mình có giới thiệu với các bạn là sản phẩm ngũ cốc bầu Lạc Lạc Blood sắp xuất hiện và hôm nay mình sẽ nói rõ hơn về ưu điểm của sản phẩm này cho các bạn biết nhé. Thứ nhất, sản phẩm ngũ cốc bầu Lạc Lạc Blood được cải tiến từ sản phẩm cũ là 19 loại hạt lên 37 loại hạt, tăng 18 loại hạt, gần gấp đôi so với mẫu cũ. Bổ sung thêm 18 loại hạt là diêm mạch, gạo lứt Nhật, hạt bắp, đại mạch, đậu nâu, đậu lentil, đậu amaranh, bạch quả, hạt thông, hạt hướng dương, trà là đỏ, táo đỏ, kiều mạch, hạt dầu gai, phấn hoa, đậu lăng xanh, kỳ tử, hạt rẻ. Thứ hai là giá của sản phẩm chỉ cao hơn 9.000 đồng. Sự chênh lệch giá này là do tăng thêm 18 loại hạt dinh dưỡng để có thể tạo ra sản phẩm tối ưu nhất, tốt nhất cho mẹ bầu. Thêm gần gấp đôi thành phần so với mẫu cũ mà chỉ có tăng 9.000 đồng thì không hề nhiều nha các bạn. Thứ ba là khi mua một sản phẩm ngũ cốc bầu Lạc Lạc Plus sẽ được tặng một thẻ cào may mắn với các giải thưởng. Ba giải đặc biệt là 3 xe máy Vision, 10 giải nhất là 10 chỉ vàng, 50 giải nhì là 50 nồi nấu cháo chậm bia, 500 giải ba là 500 máy xay, 5.000 giải khuyến khích là 5.000 sản phẩm của thương hiệu Dr. Mea. Quá hấp dẫn đúng không nào? Các bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy đặt hàng ngay nào! Cách đặt hàng rất đơn giản, bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào số Zalo 0388 915 841 để nhận được một siêu phẩm ngũ cốc bầu Lạc Lạc Plus và có cơ hội trúng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn từ công ty. Hãy thử nào, nhớ đâu lại có xe mới để ăn Tết hay đơn giản được một sản phẩm của thương hiệu Dr. Mea nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình để không bỏ qua những video tiếp theo nha.